Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ review cái kích sóng Wi-Fi Xiaomi Repeater Pro 2G băng tần thông số là 300 megapixel trên giây. Ok. Thì thông số kỹ thuật cũng khá là đơn giản, kích thước là khoảng 70x70x54. Còn khối lượng là khoảng 300g. Khối lượng khoảng 300g mà kiểu kết nối là kiểu không dây nhá. Cái thiết bị này sẽ cho các bạn kết nối tối đa khoảng 64-70 thiết bị đồng thời. Đó. Thì tôi nghĩ là như vậy là khá đầy đủ, khá thoải mái cho khi bạn kích sóng ở một cái văn phòng vừa và nhỏ này, hay là hộ gia đình thì cực kỳ thoải mái. Màu sắc của thiết bị này là màu đen. Đây là hộp full box nhé, full box của Xiaomi. Mặt trước sẽ có hình của cái bộ kích sóng Xiaomi màu đen 2G, khá là bắt mắt. Còn đằng sau chúng ta sẽ có gì? Đằng sau thì bạn cũng sẽ có những cái hướng dẫn này tiếng Trung thôi, nhìn vào tôi cũng chả biết là gì đâu. Có mã QR code để bạn quét này. Khi bạn quét mã QR code thì bạn có thể download được cái phần mềm là Mi Home ở trên App Store, nếu dùng iPhone hay trên Android thì bạn download trên Google Play nhé. Đó, ok. Đây là thông tin của cái chỗ mã sản xuất thôi. Rồi, bây giờ tôi sẽ mở hộp ra nhé. Hộp ra chúng ta sẽ có những gì? Đầu tiên chúng ta sẽ có sách hướng dẫn. Đó, sách hướng dẫn của chúng ta nó sẽ cũng rất đơn giản. Nếu bạn nào biết tiếng Trung chúng ta sẽ có thể đọc hiểu nhé. Cũng hơi buồn một chút là cái bộ phát sóng wifi này vẫn chưa có sách hướng dẫn tiếng Anh, nên là chúng ta sẽ không thể đọc được. Tôi nhìn cũng là chả hiểu gì luôn. Ok, không sao, thì cũng khá là rất dễ sử dụng thôi. Và dựa vào kinh nghiệm thì tôi cũng đã có kinh nghiệm sử dụng rồi, nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó. Đó. Ok, tôi sẽ bỏ qua một bên cái sách hướng dẫn này. Còn đây là tâm hồn của chúng ta, linh hồn của cái bộ kích sóng này màu đen đó, được bọc cẩn thận ở trong một cái ni lông nhá. Tôi sẽ bóc cái ni lông ra này. Bóc nhẹ nhàng vì em là mới tinh mà. Đó. Đây, linh hồn của chúng ta đây. Các bạn nhìn thấy nhá. Logo Xiaomi Mi này, cái này mới đúng này. Đó. Và có hai anten dâu, hai dâu này. Khá là bắt mắt đúng không? Tôi nhìn cảm tưởng nó gần giống như cái đồ chơi gì đó của các em nhỏ ạ. Ok. Thì mặt sau chúng ta sẽ có gì? Mặt sau cũng là cực kỳ đơn giản. Chúng ta có cái cắm điện thôi. Đó. Cái chạc cắm điện và bên dưới đây chúng ta có thông số nhé. Serial number là gì? MAC address là gì này? Đó. Rất nhiều thông số. Hỗ trợ là 200. Tôi xem thông số nào. Mã R03 này, 100/240 VAC. Tôi cũng không hiểu là gì luôn. Đó. Ok. Đây, các bạn sẽ nhìn rõ hơn nhá. Nếu bạn nào am hiểu một chút về ngành điện thì các bạn sẽ hiểu rõ được cái những thông số này. Thì thực ra tôi cũng không phải là điện nên tôi cũng gọi là biết sơ sơ thôi, nên tôi cũng không thể giải thích được cho các bạn. Ok rồi, thì cực kỳ đơn giản. Bạn để ý đây là có một cái lỗ nhá, phần reset đó. Ở đây là gì? Thì bạn sẽ có lấy một cái khay chọc sim, một cái que chọc sim này, hay một cái, nó cùng lắm bạn là không có que chọc sim, bạn sẽ dùng một cái tăm ở nhà của các bạn. Tăm ở nhà các bạn làm gì? Bạn sẽ reset cái phần nào đó. Reset để làm gì? Reset để chúng ta sẽ phải thiết bị mới tinh mà, thì chúng ta phải reset để chúng ta kết nối với cái thiết bị cá nhân của các bạn. Chúng ta phải ok, đây là chúng ta xong bộ máy rồi. Tôi tạm để đây, thu lên lại này, tôi để em ở trên này. Đó, các bạn cứ ngắm nhìn em đi nhá. Ok rồi, tiếp theo chúng ta sẽ mở một cái, tôi mở máy điện thoại của tôi này để download cái app Mi Home trên máy điện thoại nhá. Thì tôi đang dùng iPhone nên tôi dùng vào App Store này. App Store sau đó tôi gõ là Mi Home. Mi Home. Và bạn để ý, chúng ta có Xiaomi Home màu xanh xanh như này. Ok. Thì tôi đã download nó rồi, tôi sẽ open nó lên này. Sau đó thì bạn phải đăng nhập. Nếu bạn nào chưa có tài khoản nhé, thì bạn phải tạo một tài khoản mới. Ở đây tôi đã có tài khoản rồi, đăng nhập rồi. Thì bước tạo tài khoản đăng nhập cũng khá mất thời gian đấy. Do đó tôi, để tiết kiệm thời gian, tôi đã tạo một tài khoản trước đó. Ok, thì bước tạo tài khoản cũng đơn giản thôi, không có gì phức tạp, nên tôi chắc chắn là bạn sẽ tạo được. Ok,
Thì tiếp đó bạn sẽ làm gì? Bạn kích vào nút cộng trên đầu này. Khi bạn kích vào nút cộng thì bạn để ý ở đây nó sẽ có rất nhiều cái thiết bị nhé. Nó có phần New Product này. Đó. Rất nhiều thiết bị của Xiaomi. Ok. Xiaomi thì bạn biết là một trong những cái đơn vị sản xuất những cái thiết bị thông minh rất nhiều. Đó. Bạn để ý đến có phần Mi, Wi-Fi, Ren, Xten này. Đó. Một đèn đen, hai tầng đen, hai dâu này. Kích vào đó. Ok. Đó. Đây là cái Mi Wi-Fi Ren Extender Pro. Nó dẫn các bạn làm gì? Khi mình connect tới Wi-Fi repeater fail thì ấn nút reset button khoảng 5 giây. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy cái tín hiệu đèn màu vàng. Đó. Thì Wi-Fi repeater sẽ được kết nối được reset thành công. Ok. Rồi. Thì trước khi connect vào điện thoại nhá thì tôi kích vào ok này. Đó. Next. Ok, tôi bắt lại đã. Sorry, tôi phải click vào cái Xiaomi đã để reset nó. Ok. Cũng rất thủ công thôi. Tôi cũng sẽ lấy một cái, thay vì thiết bị chọc sim, tôi sẽ lấy một que tăm nhé. Tôi có một ổ điện ở đây. Cắm điện vào. Đó, cắm điện cũng rất đơn giản thôi, không có gì phức tạp đúng không? Đây. Tôi để tạm cái phần này ra. Hơi vướng. Ok, thì chúng ta bắt đầu sẽ kết nối vào cái điện thoại nhé. Dùng điện thoại chúng ta kết nối với Xiaomi của ta. Thì bạn sẽ kích vào nút cái Mi Wi-Fi Extender Pro nhé. Ấn vào đây. Đó. Nó hiển thị một cái pop-up, bạn kích vào đây, bỏ qua đi. Và ấn vào nút Operation Confirm. Rồi. Bạn để ý. Đây có ảnh hướng dẫn nhé. Có một mũi, một cái que chọc SIM này. Một nút reset ở đây, ở đằng sau cái Xiaomi Pro như tôi vừa nói lúc nãy. Thì tôi tạm để cái điện thoại ra này. Rồi. Tôi cầm lại cái Xiaomi repeater của tôi. Tôi nhìn đằng sau nút reset ở đây. Ok. Rồi. Bên trước đó tôi có một cái đèn nhấp nháy màu vàng. Đó. Mục tiêu chúng ta sẽ làm gì? Mục tiêu chúng ta reset cái phần này, kết nối, dùng điện thoại để kết nối với cái wifi của nhà chúng ta để làm sao biến cái màu vàng nhấp nháy này thành màu xanh. Khi nào màu thành màu xanh thì lúc đó cái thiết bị repeater của bạn đã được kết nối với cái wifi nhà bạn. Rồi ok. Tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ ấn nút reset ở đây nhá. Tôi giữ khoảng 5 giây, ít nhất 5 giây. Đó. Bạn lấy đèn màu vàng nó mất nhấp nháy. Rồi. Lúc này tôi trở lại điện thoại, tôi sẽ ấn nút next. Ok. Và sau đó các bạn phải select cái wifi của các bạn nhé. Wifi thì bạn phải đây wifi. Rồi. Bạn điền wifi, nhập mật khẩu wifi vào, ấn nút next. Đó. Sau đó là gì? Bước tiếp theo nó thông báo là bạn connect iPhone của bạn tới cái repeater, cái wifi là Xiaomi repeater XX. Sau đó connect xong bạn trở về nút cái home app này, cái Xiaomi app này. Đây bạn sẽ ấn nút go to wifi setting. Đó. Vào phần wifi. Trong phần wifi thì nó liệt kê ra cái danh sách. Ok, tôi xem là phải liệt kê ra danh sách của bạn chứ nhỉ. Xiaomi. Đây, ok đây. Xiaomi repeater V3 Mi 3A7B. Rồi, click vào đây. Ok. Bạn nhìn thấy nút V màu xanh, có nghĩa là bạn đã kết nối thành công từ cái Xiaomi Wi-Fi của các bạn, kết nối vào cái Wi-Fi nhà bạn. Rồi. Lúc này mình trở về cái Xiaomi Home. Đó. Đây là hiển thị này. Bring your phone close to device, mình phải để gần nhau. Để cái điện thoại của bạn gần với cái thiết bị repeater. Để nó tự động connect với nhau thôi. Device connected có nghĩa là connect với nhau rồi này. Sau đó sending message, nó gửi message từ điện thoại lấy tới cái Xiaomi của bạn. Để nó xác nhận là ok, tôi đã có cái Xiaomi này là đúng. Thiết bị này là đúng. Ok, bạn để ý này. Lúc này tín hiệu đèn đã chuyển từ màu vàng sang màu xanh nhé. Nó đang kết nối. Connecting device to network. Lúc này bạn để ý tôi đã bị mất mạng ở đây này. Đó. Đợi một chút xem nào. Rồi. Ok, tôi tạm bỏ qua phần này này. Tôi về phần setting của tôi. Ở phần wifi.
Lúc này tôi sẽ gì? Tôi sẽ kết nối, tôi tắt tạm cắt đi một chút này. Reset. Đó. Bạn để ý này. Sau khi chúng ta kết nối thành công xong, lúc nãy mạng của tôi sẽ có mạng là chiến hợp 2.4. Bây giờ nó tạo ra một cái mạng mới cho tôi là chiến hợp 2.4 gạch dưới plus. Đó, tôi khởi động lại nhé. Khởi động lại này. Đó. Thì tôi có chiến hợp 2.4, chiến hợp 2.4 plus. Mặc định là gì? Mặc định sau khi chúng ta kết nối thành công thiết bị Xiaomi Repeater Pro Wi-Fi kích sóng ấy, thì nó sẽ tự động copy cái tên của cái mạng Wi-Fi mà bạn đang sử dụng, sau đó thêm cái phần đuôi là plus. Đó. Giờ tôi sẽ thay vì kết nối với cái Wi-Fi bên trên, tôi kết nối với Wi-Fi plus nhá. Tôi điền mật khẩu như bình thường. Đó. Tôi điền. Mật khẩu này chính là mật khẩu của bạn Wi-Fi chính của bạn thôi. Bạn ấn join. Đó. Bạn đấy, thiết bị điện thoại của bạn đã có sóng Wi-Fi. Ok. Để tôi thử mở cái browser để tôi truy cập Wi-Fi nhé. Mở này. Gọi là dân trí.com. Sai rồi. Đó. Sự kiện bây giờ đang nổi bật là bầu cử tổng thống đúng không? Mỹ này. Đó. Bây giờ tôi truy cập Wi-Fi rồi. Thay vì tôi connect vào cái Wi-Fi cũ, tôi connect được Wi-Fi mới rồi và chúng ta truy cập được như bình thường. Ok. Đó. Đấy, thì tôi nghĩ là tôi đã kết thúc cái kết nối giữa thiết bị Xiaomi Repeater Pro với cái Wi-Fi nhà các bạn. Và bây giờ các bạn có thể dùng cái thiết bị các thiết bị khác kết nối vào cái ở Xiaomi mới này của bạn. Đây. Sau khi bạn kết nối thành công nhé, bạn phải đặt tên được cho cái thiết bị này của bạn này. Tên phòng này, mình đặt phòng gì cũng được nếu bạn. Next này. Đó. Accept. Ok. Bạn trở lại đây. Lúc này cái thiết bị đã nằm trong cái danh sách My Device trong cái ứng dụng của bạn rồi. Ok. Thì tôi sẽ review thêm một chút nhé. Cái Wi-Fi này khá là, vì tôi sử dụng cũng khá lâu rồi, thì tôi đánh giá nó cũng là khá tốt, nó khá là hữu ích cho những các bạn nhà nào mà nhà các bạn ấy nhà tầng hay là nhà bạn rộng mà có nhiều phòng, bạn để cái thiết bị các thiết bị đầu cuối như phát Wi-Fi từ các nhà mạng FPT, VPNPT vân vân, để Wi-Fi nhà bạn là cục nó ở một nơi khá xa, và phòng của bạn rộng hay là nhà bạn nhiều phòng thì bạn nên có bộ kích sóng. Bạn để ở giữa phòng của bạn chẳng hạn, giữa ở trung tâm thiết bị phát Wi-Fi của bạn là để ở cửa ra vào này, thì những thiết bị ở cuối nhà của bạn thì kết nối vào cái Wi-Fi đó sẽ bị yếu, thì mình xác ghét là mình xác ghét bạn là nên để cái repeater này ở giữa phòng đó, thì từ đó là thay vì kết nối đến Wi-Fi tổng, mình kết nối cái repeater này thì nó kích sóng, nó làm cái sóng của bạn mạnh hơn đó. Ok, thì một chút tổng quan về sản phẩm nhé. Thì sản phẩm thiết bị kích sóng Wi-Fi này là một sản phẩm nó chắc chắn lấy từ Xiaomi thôi, như mình nói lúc đầu. Thì vì vậy là chất lượng của nó luôn luôn được đảm bảo, mình nghĩ như vậy. Thì Xiaomi nó khá nhiều thiết bị và cũng cộng đồng Xiaomi là khá lớn, do đó thì chất lượng cũng khá là tốt. Mình cũng dùng khá nhiều thiết bị của Xiaomi rồi, mình cũng khẳng định điều đó. Đấy. Thì người dùng có thể yên tâm sử dụng thiết bị này để phủ sóng Wi-Fi diện rộng, phục vụ cho mục đích của gia đình, của những công ty vừa và nhỏ. Đó, tại vì chúng ta có hỗ trợ lên kết nối được 64-70 thiết bị một lúc cơ. Đó. Kích sóng repeater này có khả năng kết nối nhiều loại router khác nhau, cũng như kết nối những cái thiết bị kích sóng cùng loại khác nhau. Đó. Tại vì khi chúng ta có hai anten nhé, hai anten đen ở đây này, là cũng khá là tốt. Nó phát sóng cực kỳ mạnh. Đó. Và cái băng tần của nó là 300 megapixel trên dây nhé. Rồi. Ok, thì tôi nghĩ là tôi sẽ kết thúc video tại đây, cũng khá là dài. Thì tôi hy vọng video này sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn có gì thắc mắc và cần tư vấn thêm thì comment trong video nhé, tôi sẽ trả lời các bạn sớm nhất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye bye.